Khôi Nguyên kính chào khán giả Người Việt TV. Bản tin tối nay thứ tư ngày 16 tháng 7 năm 2014 gồm các tin chính. Thủ đô của Philippines tê liệt vì bão Ramasun, 13 người chết. Nga đồng ý mở lại căn cứ do thám nhắm vào Mỹ ở Cuba. Và tại Việt Nam thì cả ngàn chuyến bay bị hủy và chậm chỉ trong vòng 10 ngày. Sau đây là phần tin chi tiết. Trận bão đầu tiên trong mùa mưa đầy đe dọa ở Philippines đã làm tê liệt thủ đô Manila vào hôm thứ Tư và làm thiệt mạng ít nhất 13 người trên các khu vực bị ảnh hưởng và khiến hàng triệu người không có điện. Gió mạnh dữ dội của cơn bão có tên là Ramasun đã làm tốc mái nhiều nhà, lật đổ xe cộ và đánh gãy các trụ điện tại Manila, nơi có tới khoảng 12 triệu người sinh sống, cũng như thiệt hại ở các làng đánh cá hẻo lánh cách đó hàng trăm cây số. Cây cối, trụ điện, ngã đổ và tường sập đã làm ít nhất 13 người chết khắp khu vực phía bắc của Philippines khi bão Ramasun quét qua với sức gió giật lên tới 200 km/h. Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia cho hay là có 7 người chết, trong khi các giới chức địa phương xác nhận có thêm 6 người khác thiệt mạng. Ramasun có nghĩa là thần sấm trong tiếng Thái, ào ạt kéo qua Thái Bình Dương với sức gió giật lên tới 250 km/h. Và đánh vào các ngôi làng đánh cá nghèo khổ ở phía đông Philippines vào tối thứ Ba. Trung bình mỗi năm thì Philippines hứng chịu khoảng 20 trận bão lớn và thường gây nhiều tổn thất nhân mạng cũng như vật chất. Chính phủ Nga vừa đồng ý trên căn bản là sẽ mở lại một căn cứ do thám có từ thời chiến tranh lạnh ở Cuba, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm nơi này. Căn cứ này từng được dùng để thu bắt các tín hiệu trên lãnh thổ của Mỹ. Nga và Cuba đồng ý trên căn bản là sẽ mở lại căn cứ Lourdes bị ngưng hoạt động từ năm 2001, theo một nguồn tin từ giới chức cao cấp của Nga. Chính phủ Nga đã đóng cửa căn cứ nằm về phía nam của thủ đô Havana theo lệnh của ông Putin để tiết kiệm ngân sách và cũng để bày tỏ thiện chí với Mỹ sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, Moscow từ đó đến nay cho thấy ý muốn là tạo lại ảnh hưởng của mình ở vùng châu Mỹ Latin, siết chặt quan hệ với đồng minh Cuba, trong khi quan hệ với các quốc gia Tây phương đang ngày càng căng thẳng. Căn cứ này được thành lập vào năm 1964 sau cuộc khủng hoảng hỏa tiễn ở Cuba nhằm do thám Mỹ. Nó chỉ cách bờ biển của Mỹ khoảng 250 km. Đây là căn cứ do thám lớn nhất của Nga ở ngoại quốc với khoảng 3.000 nhân viên làm việc. Căn cứ này lắng nghe và thu bắt mọi tín hiệu vô tuyến, kể cả từ các tàu ngầm và liên lạc vệ tinh viễn thông của Mỹ. Bất chấp chỉ thị của người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, thì chỉ riêng trong ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2014 đã có ít nhất 2 chuyến bay cất cánh chậm vì cả trăm ngàn lý do. Theo truyền thông Việt Nam thì chỉ trong vòng 10 ngày đầu của tháng 7 năm 2014 đã có đến 1.100 chuyến bay ở Việt Nam bị chậm hoặc hủy chuyến, chiếm tỷ lệ 23% vì tình hình trì trệ trong hoạt động hàng không Việt Nam đã không được cải thiện. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Võ Huy Cường, Cục Phó Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam hôm 15 tháng 7 năm 2014 nói rằng đơn vị này chưa xác định được nguyên nhân chính của sự yếu kém khiến số vụ chậm và hủy chuyến bay của các hãng hàng không ở Việt Nam tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, ông này cho rằng yếu tố kỹ thuật có vẻ như là nguyên nhân hàng đầu của tình trạng này, rồi đến yếu tố thời tiết và sau đó mới đến yếu tố thương mại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tối nay. Khôi Nguyên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.